Xin chào các bạn, từ chiều qua tới giờ, thông tin về việc Hyundai Grand i10 đã xuất hiện tại một số đại lý vẫn là chủ đề được mọi người bàn luận nhiều nhất. Với một thế hệ mới lột xác hoàn toàn, liệu i10 có quay trở lại đỉnh cao vua phân khúc? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Song, ngoài việc phân phối phiên bản hatchback được chờ đón nhất, thì TC Moto cũng lộ ngay cả phiên bản sedan. Vậy video hôm nay, chúng ta hãy cùng xem bản i10 sedan này tại quốc tế có gì trước ngày ra mắt chính thức vào cuối tuần này nhé. Về diện mạo bên ngoài, i10 sedan không có sự khác biệt ở đầu xe giống phiên bản hatchback. Xe sử dụng bóng halogen cho cụm đèn chính, nhưng vẫn có đèn định vị LED nằm ở mặt lưới tản nhiệt. Ngoài ra, xe cũng sở hữu thêm đèn sương mù. Mâm xe trong phiên bản mọi người đang thấy giống hệt với mâm xe trên bản hatchback hôm qua đã có mặt tại đại lý trong nước, nên nhiều khả năng phiên bản sedan cũng sẽ sử dụng bộ mâm hợp kim y hệt với kích thước 15 inch. Ngoài ra, mình đoán cũng sẽ có thêm phiên bản cho người mua chạy dịch vụ. Với bản này, xe sẽ không có đèn sương mù và mâm xe cũng chỉ là mâm sắt bọc ngoài. Vì i10 là xe nằm ở phân khúc A, trục cơ sở ngắn nên nhìn hatchback còn cân đối. Chứ nhìn sedan như thế này thì quả thật cũng hơi buồn cười, vì phần đuôi dù có được vuốt dài ra nhưng trông vẫn khá cụt đúng không? Tại đây, xe cũng được sơn đen cột xe giống phiên bản hatchback, còn phần đuôi thì mình thấy cụm đèn đẹp hơn hẳn so với đời trước, dù thực sự cũng không quá đặc biệt khi vẫn là đèn halogen cho đèn hậu, nhưng có thêm giải LED viền định vị và thêm một thanh ngang mạ chrome nối liền hai cụm đèn. Tiếp đến, xe còn được trang bị cảm biến phía sau. Thế nhưng, điểm trừ là bạn phải rút chìa khóa để mở hoặc mở sẵn từ hàng ghế đầu. Và đó, bạn sẽ có không gian chứa đồ nhỉnh hơn, khoảng 400 lít, phía bên dưới là lốp sơ cua kích thước 14 inch. Bước vào bên trong nội thất, không có sự khác biệt nào so với bản hatchback. Thực tế, bạn có thể coi phiên bản sedan này chỉ đơn thuần là một biến thể được kéo dài hơn so với chiếc hatchback mà thôi. Còn trang bị, thiết kế bên trong vẫn giống hệt. Tuy nhiên, phiên bản chúng ta đang xem thì ghế là loại nỉ kết hợp da, nhưng phần người ngồi thì lại nỉ toàn bộ. Trong khi phiên bản hatchback dò dỉ tại đại lý hôm qua được trang bị ghế da, thêm viền đỏ. Còn vô lăng thì được tích hợp media bên trái, đồng thời có cả đàm thoại rảnh tay nhưng không có cruise control. Bản hatchback tại Việt Nam đã có ga hành trình tự động. Đây cũng là một tính năng nổi bật nếu xét trong phân khúc hạng A tại Việt Nam hiện nay. Xe sử dụng đồng hồ sau vô lăng dạng analog hai bên kết hợp màn LCD đơn sắc chính giữa. Nhưng nếu các bạn để ý, điểm hay nằm ở chỗ, bạn hoàn toàn có thể biết chính xác cửa nào còn chưa đóng, ví dụ như trong video này là cửa bên phải trước và cốp xe. Tiếp tới, màn hình giải trí đặt nổi nằm trong một khuôn với đồng hồ. Màn hình này có kích thước 8 inch, vừa cảm ứng, vừa có thể dùng phím cơ hai bên, có thể kết nối Apple CarPlay luôn. Còn bên dưới, người dùng có hệ thống điều hòa một vùng chỉnh cơ mà thôi, chứ chưa phải loại tự động, cũng dễ hiểu với xe hạng A. Tiếp tới là hai cổng sạc USB và một khay để đồ tương đối ổn. Nhìn chung với bản quốc tế, cho dù bản cao hay thấp, số tự động hay số sàn thì đều được trang bị màn hình giải trí này. Về không gian chứa đồ thì người dùng có thêm 2 ly để nước ở chính giữa, phanh tay cơ, có thể để thêm điện thoại ở đây, không có bệ tì tay các bạn nhé. Ngăn đựng đồ phía trước khá thoải mái. Hoặc có thể để thêm đồ ở hốc phía trên đây, còn bề mặt táp lô thì chỉ là nhựa cứng, nhưng làm vân kiểu tổ ong và phối màu khá hài hòa. Bước xuống phía sau, dù chỉ là xe hạng A nhưng rõ ràng bản sedan đem tới lợi thế hơn hẳn với khoảng trống tương đối thoải mái với người đàn ông này, hay ngay cả với cô gái chân dài này cũng vẫn ổn. Chưa hết, i10 sedan còn có một điểm mới duy nhất phân khúc, đó là cửa gió phía sau. Đây cũng là điểm cải tiến so với thế hệ trước. Tại đây, người dùng có thêm một cổng sạc dạng tẩu thuốc. Ngoài ra, hàng ghế này cũng có cả bệ tì tay, có thể để thêm cốc. Về động cơ, phiên bản tại nước ngoài chúng ta đang xem sử dụng động cơ 1.2 lít, có công suất cực đại đạt 83 mã lực và 114 Nm moment xoắn quy đổi. Về giá bán cụ thể, chúng ta sẽ được biết chính xác vào cuối tuần này. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng bóc tách Hyundai Grand i10 phiên bản sedan tại thị trường quốc tế. Nhiều khả năng phiên bản trên đây sẽ không khác biệt so với phiên bản sắp tới được giới thiệu chính thức vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like nếu thích, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.